Liên quan đến thông tin tàu cá QNG90251TS khi đang hành nghề trên vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị gặp nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Dana MRCC cho biết đã tiếp cận giải cứu và đưa toàn bộ 39 thuyền viên cùng gặp nạn trên biển về đất liền an toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, Việt Nam MRCC đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế trôi dạt và các phương pháp chống chìm, đồng thời phối hợp thông tin với Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải, kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực đến hỗ trợ cho tàu bị nạn và báo động toàn bộ hệ thống sẵn sàng mọi phương tiện để triển khai ứng cứu. Khoảng 23 giờ 20 ngày 21 tháng 11, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNG90251TS, triển khai lai dắt đến tàu SIR412. Các thuyền viên trên tàu được nhân viên cứu nạn chăm sóc y tế tích cực. Đến 7 giờ 18 phút ngày 23 tháng 11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 39 thuyền viên cùng tàu QNG90251TS về đến cầu cảng Hải đoàn Biên phòng 48, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.